Thanh lộ vẻ khó xử, chuyện này đúng là không hợp lý. Tộc Đạt Nhĩ Càn và Đại Ngụy như nước với lửa, cho dù đạo tặc Đạt Nhĩ Càn thật sự sống không nổi nữa, cướp của dân du mục nhỏ yếu xung quanh chắc chắn sẽ lời hơn là tới Nhạn Châu lang bạt, trừ phi. Trong lòng, Liêu Nhất Thanh dùng mình, hơi đoán ra được, không đợi hắn mở miệng, Ninh Hàn đã thay hắn nói ra. Trừ phi, bọn chúng tới không phải để cướp bóc, mà là có mục đích khác. Vừa dứt lời, trong lòng những người khác đều kinh ngạc. Một lúc sau, vẫn là Liêu Nhất Thanh pha vỡ sự im lặng này trước. Nhưng mấy hộ bị cướp kia đều bị mất rất nhiều tài sản. Thủ thuật che mắt. Ninh Hàn rũ mắt nói xong, cũng không giải thích thêm. Một lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Nhất Thanh. Năm Gia Nghĩa thứ 12, mùng 7 tháng 5, giờ Sửu, biệt trang Ôn Thị ở ngoại ô bị trộm, gia chủ Ôn gia Ôn Tư Nguyên bị ám sát. Ninh Hàn hơi nhíu mày, lật sang trang sau. Năm Gia Nghĩa thứ 12, 15 tháng 5, tiệm cầm đồ Phúc Lai bị trộm, tài sản đều hư hại, ông chủ Trương Phúc bị giết. Năm Gia Nghĩa thứ 12, 29 tháng 5, tiệm cầm đồ Phúc Lai bị trộm, tài sản đều hư hại, ông chủ Triệu Đông bị giết. Năm Gia Nghĩa thứ 12, mùng 6 tháng 6, tiểu lầu Đắc Nguyệt bị trộm, tiểu nhị Vương Bạch bị giết. Mặt sau còn rất nhiều trang nữa, Ninh Hàn xem lướt qua rồi khép hồ sơ lại, thần sắc trong mắt lại càng thêm kiên định. Liêu Nhất Thanh đã đọc đống hồ sơ này vô số lần, đã nhớ hết, thấy sắc mặt Ninh Hàn bình tĩnh, không khỏi hỏi. Bán hàng từ thiện. Liêu Nhất Thanh nhớ lại một lát rồi nói, có, Đắc Nguyệt Lâu là tiểu lầu lớn nhất ở đây, có các thương nhân mang kỳ chân dị bảo đến. Thường xuyên tổ chức bán hàng từ thiện, nhưng mà hỏi chuyện này làm gì? Đây là nửa câu sau mà hắn chưa nói. Ôn Tư Nguyên là ai? Ninh Hàn suy tư một lát, lại hỏi. Nhiều thế hệ tổ tiên Ôn gia đều buôn bán, tuy cho tới bây giờ thế hệ này đã xuống dốc, nhưng vẫn được coi là phú hộ trong thành. Liêu Nhất Thanh nói đến đây thích thở dài, có rất nhiều người chết trong vụ dập cỏ lần này, ngày nào mấy nhà cũng tới nha môn làm loạn. Thấy sắc mặt Ninh Hàn càng ngưng trọng, hắn dừng việc than phiền lại, không khỏi hỏi. Ninh Hàn vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón cái, chậm rãi bước tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Gian phòng này ở lầu 2, nhìn ra ngoài có thể bao quát hết được phong cảnh Nhạn Châu. Hắn xoay người, trầm giọng nói. Bọn chúng đang tìm đồ, với chúng, đó là một thứ cực kỳ quan trọng, bằng mọi giá cũng phải có được. Các vị đại nhân, lão họa sư khẩn thiết nói, năm đó lúc người Đạt Nhĩ Càn xâm lược, tin chức trốn ở giếng cạn nghe được hai tên dị tộc ta nói, nếu không phải vì không kịp thời gian, nhất định phải lục tung Nhạn Châu lên, không chừng có thể tìm được tung tích của bản Ninh Châu. Liêu Nhất Thanh kinh ngạc, đó là gì vậy? Đại nhân nghe ti chức nói hết đã, lão họa sư nói tiếp, nam nhân kia vừa dứt lời. Tên đi cùng hắn liền nói, bản Ninh Châu trong truyền thuyết vốn là bảo vật của tộc chúng ta, thời cổ lưu lạc đến Nhạn Châu. Nếu có thể tìm được thì chúng ta có thể thống nhất tứ phương rồi. Chuyện này, trên đời có bảo châu như vậy sao? Sau khi Liêu Nhất Thanh nghe xong thì nói bằng giọng khó tin, chẳng lẽ đám giặc cỏ tới tìm cái này? Chắc Liêu Thứ Sử không biết, Ninh Hàn chậm rãi nói, nghe đồn, tương truyền tộc Đạt Nhĩ Càn có một bảo châu. Có một linh hồn được phong ấn trong bảo châu, chỉ cần là người có dòng máu Đạt Nhĩ Càn thì sẽ gỡ bỏ được phong ấn này. Và để báo đáp, linh hồn sẽ giúp người đó hoàn thành tâm nguyện. Tương truyền, 100 năm trước, tộc Đạt Nhĩ Càn xảy ra nội loạn, bản Ninh Châu bị mang tới Nhạn Châu, từ đó không biết tung tích. Hồ Vũ xoay người xuống lầu dẫn ngựa, hắn đi theo Ninh Hàn lâu vậy rồi, đương nhiên là hiểu ý của vương gia. Nói xong cũng không dám dùng sức, nhẹ nhàng đẩy nhẹ, sức của hắn rất lớn, chỉ đẩy nhẹ thôi cũng làm xích đu bay lên cao. Lâu rồi nàng chưa chơi xích đu, khi còn bé ở hoa viên nhỏ phủ tướng quân cũng có một cái. Lúc đó Tiêu Ngữ nghịch ngợm, thấy nó mới lạ nên ngày nào cũng đòi vú em cho nàng chơi. Kết quả là đã không cẩn thận ngã từ trên xuống rách trán. Tiêu Ngữ híp mắt nhớ lại, lúc đó mình đúng là được chiều từ bé. Chỉ chịu chơi xích đu với bạn bè, còn người khác đẩy nàng thì nàng sẽ không vui.
Dần dần, không còn ai nguyện ý đẩy nàng chơi nữa. Nhưng mà thật, sau lưng luôn có một bàn tay mập mạp đặt lên lưng nàng. Bàn tay nhỏ này không hề kêu cao, cứ như thể không biết mệt, đẩy nàng lên cao. Nhìn Triệu Tĩnh vốn nghiêm túc lại nở nụ cười thành thật, Tiêu Ngữ không khỏi liên tưởng tới khuôn mặt nhỏ mập mạp đầy mồ hôi kia. Nghĩ đến người kia, nàng không khỏi chột dạ. Vừa mới ngồi xuống, cửa tiểu viện bị đẩy ra, Ấu Thanh xách rổ, vừa bước vào đã hô đinh hăng trừng mắt nhìn Triệu Tĩnh. Trong lòng Triệu Tĩnh bối rối, yên lặng quay đầu đi. Dạ hằng, Ấu Thanh đặt rổ lên bàn, chỉ vào trứng gà, thịt heo bên trong nói, nô tỳ làm bánh ngô của quê nhà. Ở đây mọi người chưa từng ăn nên rất thích, được cho nhiều đồ lắm. Là nhà bên cạnh ạ, Ấu Thanh chỉ ra bên tường, nô tỳ gõ cửa một lúc, không có ai đi ra, thấy trên cửa viện có một lớp bụi mỏng, chắc là đã đi xa nhà. Nô tỳ nghe tỳ nữ ở Hoàng Trạch nói, ngày xưa Nhạn Châu khô hạn, mấy tháng liền không có mưa. Mọi người thấy sắp không sống nổi nữa thì một nữ tử che mặt từ quê tới đứng dậy, nói mình là thần linh truyền thế, có cách giải quyết đại hạn này. Mọi người đều không tin, nàng ta cũng không giải thích, chỉ lấy một cây chùy thủ ra đâm vào ngực. Máu của nữ tử đó phun ra, bắn xuống đất, chỉ một lát sau, trời bắt đầu đổ mưa, khoảng 3 ngày 3 đêm. Dòng sông khô cạn lúc trước cũng đã đầy nước. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Tiêu Ngữ trợn tròn mắt. Dù sao thì dân bản xứ đều nói vậy. Ấu Thanh lấy bánh ngô còn thừa trong rổ ra cắn một miếng. Trước khi chết nàng ta để lại di ngôn, nói là để nàng ta về với sông nước. Vì thế bá tánh Nhạn Châu đã bọc nàng bằng vải bố, thả trôi sông. Còn tu sửa miếu thần ở bên bờ, hàng năm đều đi tế bái. Hóa ra là vậy. Tiêu Ngữ gật đầu như suy tư gì, trong lòng có chút nghẹn ngào. Nàng ấy cũng là một người có tâm với bách tính thiên hạ. Tiểu thư đừng nghĩ nhiều, đã nhiều năm trôi qua, bây giờ lễ tế linh hồn người chết đã không còn như năm đó nữa rồi. Nàng cười nói, các nữ nhi chưa xuất giá trong thành thích tham gia hội đèn lồ âm đêm nay nhất. Nghe nói, có thần linh phù hộ, đêm nay có thể gặp được ý trung nhân. Mặt Tiêu Ngữ hơi ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước, giận dữ nói, chỉ biết cười đùa thôi. Đi mà, đi mà. Ấu Thanh biết Tiêu Ngữ sẽ không giận, nên cũng không sợ mà làm nũng. Tiểu thư đã định chung thân đại sự rồi, còn nô tỳ thì chưa yên lòng đâu. Làm gì có nữ nhi mà không muốn gả đi như vậy? Tiêu Ngữ cười mắng, được rồi, tùy ngươi, nhưng mà chúng ta đến nói một tiếng với Tô quản gia để ông ấy đỡ lo. Tiểu thư đừng lo, cứ đi đi. Đúng lúc này, Tô Nguyên Thành đẩy cửa vào, cười nói, nhưng mà phải để Triệu công tử đi theo, gần đây rất loạn, ta thật sự không yên tâm. Triệu Tĩnh ở bên cạnh nghe xong, thật thà lên tiếng, kết quả là bị Ấu Thanh xem thường, vội cúi đầu tiếp tục làm chuyện của mình. Ấu Thanh đề nghị, nhiều người thì càng náo nhiệt. Lão nô đã lớn tuổi rồi, Tô Nguyên Thành xua tay, bộ xương già này không chịu nổi giày vò nên không đi đâu. Đang nói thì Tiểu Hổ bưng một mâm dưa hấu đã cắt xong chạy vào. Tiêu Ngữ nhìn gáy Tiểu Hổ, nói, không thì để Tiểu Hổ đi dạo cùng chúng ta đi, dù sao vẫn là hài tử, chắc là sẽ thích mấy trò ở hội đèn lồ. Tô Nguyên Thành hơi khó coi. Tiểu Hổ còn nhỏ không hiểu chuyện, sợ sẽ gây thêm phiền phức cho tiểu thư, vẫn nên. Không sao. Tiểu Ngữ ngắt lời Tô Nguyên Thành, kéo tay thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói, nói cho tỷ tỷ biết, ngươi có muốn đi chơi cùng chúng ta không? Cảm nhận được sự mềm mại chưa từng tiếp xúc qua từ đầu ngón tay truyền đến, Tiểu Hổ nhút nhát ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hiền từ của người trước mặt, không khỏi gật đầu. Nào, đứa nhỏ này bị đúng là không để người ta bớt lo được mà. Tô Nguyên Thành cười gằn, nếp nhăn trên mặt díu lại, ông ta tiến lên một bước sờ đầu Tiểu Hổ, dặn dò, nhớ cho kỹ, không được phép gây thêm phiền phức cho tiểu thư biết chưa. Giây phút bàn tay già nua của lão ta xoa đầu Tiểu Hổ, Tiêu Ngữ tinh ý nhận ra cơ thể thiếu niên run lên, hắn dùng sức gật đầu, không quay đầu lại nhìn. Tô quản gia, để Tiểu Hổ ăn trưa ở viện của ta đi, lúc đi cũng tiện hơn. Để đồng ý, ta đi truyền thiện cho tiểu thư trước đã.
Nhìn thấy bóng lưng đã còng bước ra khỏi viện, Tiêu Ngữ vẫn luôn đề phòng, cuối cùng cũng có thể thả lòng. Có thể là do được trọng sinh một lần, nàng luôn nhạy cảm với những mối nguy hiểm tia pem tàng. Không biết vì sao, mặc dù Ấu Thanh nói nàng nghĩ nhiều, nhưng Tiêu Ngữ vẫn cảm thấy Tô Nguyên Thành rất kỳ lạ. Rõ ràng là cười, nhưng nàng lại cảm thấy đó là một lời cảnh báo thầm lặng với Tiểu Hồ, không được tiếp xúc với người khác. Giữa trưa trời nắng gắt, không hiểu sao Tiêu Ngữ lại vì phỏng đoán của mình mà lạnh cả người. Đến đây, ngồi đây đi. Tiêu Ngữ cầm tay hắn dắt qua, để hắn ngồi bên cạnh mình. Thấy Tiểu Hồ không dám gắp đồ ăn, chỉ ăn cơm không, liền gắp một miếng sườn qua, nhẹ giọng nói, ở chỗ của ta không cần câu nệ, muốn ăn cái gì thì cứ gắp, được chứ? Thiếu niên ngửi thấy mùi thơm của miếng sườn trong chén, nuốt nước bọt, dùng sức gật đầu. Tiêu Ngữ cười. Bữa cơm này ăn rất nhanh, sau khi ăn xong Tiêu Ngữ vào nhà nghỉ trưa một lát, Ấu Thanh và Tiểu Hồ ngồi nghịch một tấm gỗ khắc hoa văn dưới mái hiên, không lâu sau thì trời đã tối. Triệu Tĩnh đã sớm đợi bên ngoài viện, để không rêu rao, lần này hắn cố ý thu lại trường đao, chỉ cất một cây đoản kiếm trong ngực. Sau khi hợp lại với đám người Tiêu Ngữ thì liền tự giác đi cuối cùng, đảm nhiệm việc hộ tống. Màn đêm buông xuống, con đường chính trong thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng của mấy người bán rong nối liền không dứt, thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày. Âu Thanh cảm thán, đây là lần đầu tiên thấy Nhạn Châu náo nhiệt như vậy. Trà lê thơm ngon, trà lê mát lạnh đặc biệt thơm ngon. Cách đó không xa, một xe đẩy tay người bán rong ở lớn tiếng thét to, xe đẩy tay thượng chở một cái tròn vo thùng gỗ, từng đợt thanh hương từ thùng nội phiêu ra, thấm vào ruột gan. Tiêu Ngữ nhìn về phía Triệu Tĩnh, hỏi, là trà hoa quả sao? Đây là đặc sản Nhạn Châu, trà lê. Triệu Tĩnh giới thiệu, ở chỗ chúng ta có lê vừa to vừa ngọt, pha thành trà quả là cách giải nhiệt tốt nhất vào mùa hè. Ta đi mua hai chén cho ngài nếm thử. Phiền Triệu đại ca mua thêm mấy chén nữa. Tiêu Ngữ nghe vậy thì cười, ngẩng đầu nói. Tay chân Triệu Tĩnh nhanh nhẹn, giờ mau đã bưng tới mấy chén trà quả thơm ngát tới. Tiêu Ngữ nhận một chén, ngồi xổm xuống đưa cho Tiểu Hổ, dịu dàng nói. Nhà ta cũng có một đệ đệ, mấy năm nữa cũng sẽ trưởng thành trở thành một tiểu nam tử hán như ngươi. Xem như chén trà quả này ta mời ngươi, đổi lại, gọi ta một tiếng tỷ tỷ được không? Tiểu Hổ ngơ ngác nhìn Tiêu Ngữ cười tít mải, thật lâu sau mới đưa tay nhận lấy chén nhỏ, mắt ửng đỏ sợ hãi kêu một tiếng. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiêu Ngữ cười nhạt, đứng dậy kéo tay Tiểu Hồ tiếp tục đi về phía trước. Mau tới đằng trước xem, chỗ đó có rất nhiều người. Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, pháo hoa đỏ rực nở ra từ đường chân trời, nổi bật trong màn đêm đen thẳm. Không được đâu, quá đông người. Ấu Thanh vất vả mãi mới đến được bờ sông, lại bị đám đông đằng trước che khuất tầm mắt, không nhìn thấy. Đám người nhốn nháo, tiếng pháo hoa không dứt bên tai, vô cùng ồn ào. Tiêu Ngữ nắm chặt tay Tiểu Hồ, vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy người chèo thuyền trên thuyền nhỏ ở bờ sông hô. Nếu tiểu nương tử muốn ngắm pháo hoa, có thể lên thuyền của ta. 10 văn tiền một giờ, còn có thể ngắm cảnh, không đắt đâu. Tiêu Ngữ đang do dự thì người chèo thuyền đã lái thuyền hoa đến gần bờ. Tầm nhìn trên sông quả thực thoáng đãng hơn nhiều. Ấu Thanh ngồi ở mạn thuyền xem đến mê mẩn. Tiêu Ngữ và Tiểu Hồ ngồi ở môi thuyền cùng người chèo thuyền câu được câu mắt nói chuyện phiếm. Tiêu Ngữ gật đầu, hỏi lại, sao ngươi lại nhìn được ra thế? Đơn giản thôi, người chèo thuyền cười ha ha, đàn bà chỗ chúng ta đều đanh đá, rõ ràng là không giống với khí chất trên người ngài. Trên bàn có bánh ngọt, ngài ăn vài miếng cho đỡ buồn miệng đi. Người chèo thuyền nghiêng người chỉ vào điểm tâm trên cái bàn màu trắng. Chén trà quả lúc nãy đã đủ no rồi, trông Tiểu Hồ cũng không đói. Tiêu Ngữ không động vào điểm tâm trên bàn. Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sông hồi lâu, bất chi bất giác trời đã khuya, người đi đường bắt đầu thưa thớt dần. Tiêu Ngữ liền nói với người chèo thuyền. Chủ thuyền, trời tối rồi, đưa chúng ta lên bờ đi. Còn sớm mà, một tiếng, chẳng phải bây giờ tiểu nương tử rời đi luôn thì sẽ bị thiệt sao? Trong lòng Tiêu Ngữ đột nhiên run lên. Nàng cố gắng bình tĩnh,
nói, trong nhà còn có lão nhân cần chăm sóc, không dám mải chơi. Dường như tiểu hổ cũng cảm nhận được sự bất an của nàng, lặng lẽ siết chặt vạt áo. Thấy thuyền đi vào vòng cầu phía trước, một bóng đen dày đặc dần dần bao phủ đầu thuyền, gió đêm thổi qua, không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình. Người chèo thuyền nghe vậy, sờ cái mũ trên đầu, xoay người ngồi xổm xuống, cầm một miếng điểm tâm trên bàn, ngay sau đó thở dài, dường như rất thất vọng. Thật đáng tiếc, sao ngươi không ăn chứ? Thanh lộ vẻ khó xử, chuyện này đúng là không hợp lý. Tộc Đạt Nhĩ Càn và Đại Ngụy như nước với lửa, cho dù đạo tặc Đạt Nhĩ Càn thật sự sống không nổi nữa, cướp của dân du mục nhỏ yếu xung quanh chắc chắn sẽ lời hơn là tới Nhạn Châu lang bạt, trừ phi. Trong lòng, Liêu Nhất Thanh dùng mình, hơi đoán ra được, không đợi hắn mở miệng, Ninh Hàn đã thay hắn nói ra. Trừ phi, bọn chúng tới không phải để cướp bóc, mà là có mục đích khác. Đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ phụ thân đã từng nói với nàng, đuôi bò cạp là vật tổ của người Đạt Nhĩ Càn, kẻ thù cũ của Đại Ngụy. Nhất thời, đầu óc nàng trở thành rối bời. Làm thế nào để thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt? Tại sao người Đạt Nhĩ Càn lại xuất hiện ở Nhạn Châu? Bọn họ có âm mưu gì? Triều đình có biết không? Nam nhân giống như người chèo thuyền cầm bánh ngọt cẩn thận quan sát một lát, tiện tay ném lên bom tàu, chậm rãi đứng lên. Gần như là cùng lúc, Tiêu Ngữ kéo tiểu hổ chạy tới đuôi thuyền, Ấu Thanh còn ngửa cổ ngắm pháo hoa, bị hai người làm cho hoảng sợ, vừa định hỏi thì lại nghe thấy Tiêu Ngữ nhẹ giọng nói. Người chèo thuyền có vấn đề. Vừa dứt lời thì thấy người chèo thuyền từ từ bước ra từ trong khoang thuyền, tay cầm một cây chùy thủ, trên chuôi nạm đầy bảo châu bằng ngọc thạch. Hắn nở một cười quỷ dị với Tiêu Ngữ. Tất cả là do tiểu nương tử không chịu ăn điểm tâm đó, nếu ăn thì sẽ không cần chịu loại sự thống khổ này nữa. Tiêu Ngữ không nói gì, khóe mắt đảo qua bờ sông, thấy trên bờ chỉ có lác đác người, hơn nữa vừa rồi người chèo thuyền đã cố ý chèo thuyền đến chỗ khuất nên không thể kêu cứu. Rốt cuộc ngươi là ai? Tiêu Ngữ cố gắng bình tĩnh, câu giờ, nếu ngươi vì tiền, bọn ta sẽ cho ngươi hết số tiền bọn ta có. Chỉ xin ngươi đừng làm hại tới tính mạng của bọn ta. Ô, tiểu nương tử đúng là biết đùa. Người chèo thuyền cười lạnh, cởi mũ trên đầu xuống, hạ giọng nói, ngay cả mặt ta còn dám để người nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta sẽ tha mạng cho ngươi sao? Giây phút hắn cởi mũ xuống, đồng tử Tiêu Ngữ co lại, đó là một khuôn mặt đầy sẹo. Những vết sẹo giống như con rết uốn lượn trên mặt hắn, như một cốc thủy tinh đầy vết nứt. Rõ ràng nhất là một vết sẹo lớn trên má phải, chạy dọc từ bên mắt phải xuống cằm, như ác quỷ địa ngục. Người chèo thuyền nói xong liền tiến lên một bước, tiểu hổ trốn sau lưng Tiêu Ngữ bị dọa run cả người, không dám ngẩng đầu lên. Đây rõ ràng là một kẻ liều mạng. Tiêu Ngữ thầm nói không ổn rồi, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Chúng ta không thù không oán, nếu người nhất định muốn lấy mạng của bọn ta thì xin hãy nói cho ta biết lý do, ít nhất có thể khiến ta cảm thấy thanh thản hơn. Ấu Thanh hoảng sợ, như sắp khóc tới rồi. Người Ngụy đều là những kẻ quỷ kế đa đoan, người cho rằng ta sẽ bị ngươi lừa sao? Người chèo thuyền nghe xong, đột nhiên hô lớn, gân xanh trên thái dương nổi lên, nhưng hắn cũng nhanh chóng kiềm chế lại, hừ lạnh nói, nhưng mà có điều ngươi sai rồi, cho tới giờ thì mục tiêu của bọn ta không phải là các ngươi, mà là ngươi.
Ánh mắt đáng sợ của hắn lóe lên một tia điên cuồng, tay trái giơ cao chủy thủ lên, đâm về phía trước. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống lưỡi dao, ánh bạc chói mắt khiến đầu óc Tiêu Ngữ trở nên trống rỗng. Lúc nàng đang ngây người ra, một bóng người đột nhiên xông tới. Ấu Thanh dùng hết sức giữ cánh tay trái đang giơ lên cao của người chèo thuyền, lớn tiếng khóc. Tiểu thư, nhảy xuống sông đi, cho dù chết cũng không thể chết trong tay loại người này. Tiêu Ngữ không biết bơi, mực nước ở đây lại sâu, nếu nhảy xuống nhất định sẽ chết. Ấu Thanh, Tiêu Ngữ bật khóc, cổ họng như bị lún xuống bùn, nghẹn ngào đến nỗi nói không nên lời. Nàng không hiểu, nàng không cam lòng, vì sao kiếp này sống lại vẫn không tránh được kết cục nhà tan cửa nát. Dường như người chèo thuyền rất chán ghét Ấu Thanh, cắm chỉ thủ lên boong tàu, vươn tay phải ra giữ lấy cổ tay nàng, hơi dùng sức, xương tay phát ra tiếng rắc rất nhỏ. Đừng, đừng mà. Đột nhiên Tiêu Ngữ lắc đầu, tiến lại gần, nhỏ giọng cầu xin, tha cho nàng ấy đi, cầu xin tha cho nàng ấy, xin ngươi. Xì, phiền phức. Người chèo thuyền mất kiên nhẫn nhổ nước bọt, nếu có thể dùng chủy thủ, sao còn cần phải tốn sức như vậy? Nói rồi, hắn tăng lực trên tay, đối với hắn mà nói, bẻ gãy cổ người này đơn giản chẳng khác gì bóp CS3T một con kiến. Nhiệm vụ lần này sẽ không có bất kỳ trắc trở nào, hắn nghĩ vậy. Đột nhiên, trên cánh tay truyền đến một cảm giác đau đớn. Người chèo thuyền chợt buông tay, phẫn nộ xoay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Ngữ vốn đang nằm dưới đất không hiểu đã đứng lên từ lúc nào. Tay cầm chủy thủ vừa mới KM vào boong tàu thượng, lưỡi dao đỏ tươi. Người dám đâm ta? Người chèo thuyền che cánh tay, vẻ mặt không thể tin nổi. Tiêu Ngữ đứng cách hắn không xa, đôi tay hơi run rẩy nắm chặt chủy thủ. Bây giờ ngươi đi đi, ta thề, nhất định sẽ không báo quan. Tóc nàng bù xù, váy áo cũng lấm bẩn, nhưng ánh mắt lại có sự kiên định xưa nay chưa từng có, khí thế như nếu đối phương không đồng ý thì sẽ đồng quy vô tận. Nhưng nam nhân đối diện lại làm như không nghe thấy, sắc mặt dần trở nên dữ tợn, ngực hắn phập phồng kịch liệt. Ngươi, ngươi dám làm bẩn nó, xong rồi, xong cả rồi. Tim Tiêu Ngữ đập thình thịch. Không hiểu hắn đang nói gì, dường như người trước mắt trở nên điên cuồng, hoàn toàn không thể giao tiếp một cách bình thường. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Như để chứng minh suy đoán của nàng, người chèo thuyền đột nhiên lao tới đây. Tiêu Ngữ nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng vút qua không khí, ngay sau đó là tiếng vật nặng bị nện lên boong tàu. Nàng chậm rãi mở mắt, chỉ thấy người chèo thuyền vẫn giữ tư thế lao tới ngã xóm thuyền. Một mũi tên tơ vàng lông quạ xuyên qua đầu hắn. Đó là mũi tên dành riêng cho các hoàng tử. Nàng sững sờ, xoay người lại, thấy một con thuyền không biết từ khi nào đã ở đằng sau. Một nam nhân cao lớn đứng trên đầu thuyền, trong tay cầm trường cung. Triệu Tĩnh bên cạnh vội vàng kêu lên. Tiểu thư, mọi người có bị thương không? Giọng của hắn không lọt vào tai Tiêu Ngữ. Nói chính xác thì giờ phút này Tiêu Ngữ không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, nàng chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn nam nhân ở mũi tàu. Sau đó nàng nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, sau khi nhìn rõ cặp mày sắc bén của người đó, hốc mắt bỗng ngập nước. Dường như đã bị rút hết sức, rốt cuộc Tiêu Ngữ không thể cầm nổi chủy thủ nữa, rơi, lạch cạch, xuống đất, đầu gối bùn rùn quỳ thẳng xuống. Nhưng mà lại không cảm thấy sự đau đớn như trong tưởng tượng. Nàng được một đôi tay mạnh mẽ ôm vào lòng, vây quanh nàng là mùi đàn hương quen thuộc trên người hắn. Người đến rồi. Mắt ửng đỏ Tiêu Ngữ nói. Ừ, Ninh Hàn ôm nàng vào lòng, siết chặt tay ôm cô, dường như muốn khảm người trong lòng vào tận xương tủy. Hắn khàn giọng nói, ta tới rồi. Mau đưa người bệnh lên thuyền. Tiêu Ngữ đột nhiên dùng mình, dùng sức vùng ra khỏi vòng ôm của Ninh Hàn, hoảng sợ quay đầu lại. Ấu Thanh sao rồi, Ấu Thanh đâu? Ninh Hàn dùng một tay ôm nàng, tay kia vỗ nhẹ lên lưng nàng, trấn an. Yên tâm, không sao đâu. Ấu Thanh, nàng ấy bị bóp cổ, nàng ấy rất đau, ta không biết nên làm gì bây giờ. Còn Tiểu Hổ nữa, Tiểu Hổ đâu, hắn sao rồi, còn có người Đạt Nhĩ Càn nữa, người Đạt Nhĩ Càn tới Đại Ngụy.
Sắc mặt Tiêu Ngữ tái nhợt, cả người run rẩy, lúc đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên dừng lại. Một nụ hôn mang theo mùi đàn hương dừng trên khóe mắt nàng, hôn lên nước mắt, sau đó là mũi, mi tâm, trán, mỗi lần hôn đều vô cùng nhẹ nhàng, rất cẩn thận như đang chạm vào đồ sứ tinh xảo. Tất cả mọi người đều không sao, giọng nói của Ninh Hàn vang lên bên tai nàng, có ta ở đây. Tiêu Ngữ sửng sốt một lát, cơ thể cũng dần ngừng run rẩy, nàng chậm rãi vùi đầu vào lòng đối phương, rất lâu sau mới nói một câu bằng giọng mũi. Ngụp kép, ta rất sợ. Ninh Hàn nghe vậy, càng ôm chặt Tiêu Ngữ hơn, cúi đầu, nói nhỏ bên tai nàng. Ta biết, cho nên ta tới rồi. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính làm Tiêu Ngữ say mê, đầu óc càng trở nên hôn mê, nàng nhắm hờ mắt nhỏ giọng nói. Ta mệt quá, muốn ngủ. Ngủ đi, Ninh Hàn nhỏ giọng nói, ta ở bên nàng. Có được sự bảo đảm, Tiêu Ngữ hoàn toàn yên tâm, gối lên cánh tay Ninh Hàn mơ màng ngủ say. Thấy hô hấp của người trong lòng dần ổn định, Ninh Hàn kéo áo choàng trên vai xuống bọc lấy cả người Tiêu Ngữ, sau đó bế nàng lên. Vương gia, xử lý người này như thế nào? Mộ Vũ tiến lên, chỉ người Đạt Nhĩ Càn trên bong tàu, nhỏ giọng hỏi. Tộc Đạt Nhĩ Càn tôn dùng thiên táng sao toàn thây, nếu vậy thì... Ninh Hàn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự hung ác không thèm che giấu. Chặt đầu và tay chân, ném vào núi cho sói ăn. Tiêu Ngữ mở mắt trên một chiếc giường êm ái. Trong phòng nội huân hương an thần, hương thơm khiến người ta yên tâm. Cạnh giường có một cái cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn ra là mấy giờ. Nhắm mắt lại, ý thức cũng dần thức tỉnh, đã biết mình đang ở đâu. Lúc nàng chống tay muốn ngồi dậy, mới phát hiện người mình bùn rùn mệt mỏi, xương cốt như bị nghiền qua, đành phải nằm xuống. Người ngồi phía trước nghe được tiếng vang lập tức đứng dậy, vén màn lụa lên, cúi người hỏi. Tiêu Ngữ lắc đầu, nói bằng giọng khàn khàn. Vừa qua giờ dần, Ninh Hàn nhỏ giọng nói, còn sớm, ngủ tiếp đi. Chàng, Tiêu Ngữ còn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại ngứa ngáy, vừa mới nói một chữ đã vỗ ngực ho. Ninh Hàn cầm ấm trà trên bàn lên, rót một chén trà nóng, đỡ vai Tiêu Ngữ đút cho nàng uống. Hơi nước làm cổ họng đã ẩm ướt hơn, Tiêu Ngữ chậm rãi uống hết chén trà, cầm chén trà trong tay. Ninh Hàn vẫn ôm nửa người nàng, Tiêu Ngữ cũng không nhúc nhích, mềm mại dựa vào người hắn. Âu Thanh khỏe hơn chưa? Nàng ấy không sao, chỉ là kinh sợ quá độ nên trước mắt vẫn chưa tỉnh, như biết nàng còn muốn hỏi gì. Ninh Hàn nói tiếp, thiếu niên kia cũng không bị thương, nhưng bị dọa sợ, bây giờ đang ở cùng Triệu Tĩnh. Yên tâm chưa? Hắn rũ mắt nhìn đôi tay trắng nõn của người trong lòng, nhất thời trong lòng trở nên thoải mái, giọng nói cũng mang theo ý cười. Nhận được câu trả lời, Tiêu Ngữ hoàn toàn yên tâm. Thật ra từ sau khi tỉnh lại nhìn thấy bóng dáng Ninh Hàn, nàng vẫn luôn cảm thấy yên lòng. Mọi chuyện của nàng, Ninh Hàn chưa bao giờ lơ là. Không biết từ khi nào hắn đã hoàn toàn rũ bỏ sự ngây thơ của một thiếu niên ngây ngô, không còn trốn sau nàng như lúc còn nhỏ. Trong giây phút nguy hiểm nhất hắn có thể xuất hiện, dựng nên một rào chắn kiên cố vì nàng, dùng bờ vai rắn chắc ngăn lại lưỡi dao sắc bén vì nàng. Bây giờ hắn trở nên lạnh lùng, nhưng chỉ khi ở trước mặt nàng mới cởi bỏ khôi giáp, ôm nàng vào lòng, sẽ cho nàng uống nước, còn hỏi nàng đau đau nào. Tiêu Ngữ nghĩ vậy, vành mắt bất giác đỏ lên, nước mắt đỏng trên lông mi sắp lăn xuống. Nàng không muốn để Ninh Hàn nhìn thấy, cúi đầu, lén đưa tay lau đi. Ninh Hàn vẫn luôn để ý tới động tác của người trong lòng, nhìn thấy hết cảnh này, trái tim không khỏi co rút, vội hỏi. Sao lại khóc, có phải thấy khó chịu ở đâu không? Tiêu Ngữ không nói câu nào, một lúc lâu sau, ngẩng đầu nhìn Ninh Hàn, ngập ngừng. Vừa định rời giường, kết quả lại bị đập vào cổ tay. Da nàng vốn trắng nõn, hơn nữa vừa rồi còn rơi vài giọt nước mắt, lúc này khóe mắt ửng hồng, gò má hồng như đào hoa, làm người ta nhìn mà thương. Ninh Hàn cầm lấy chén trà trong tay nàng, nhấc ống tay áo lên, thật sự nhìn thấy vệt đỏ trên cổ tay trắng nõn, hắn không kịp nghĩ nhiều, cẩn thận âng tay nàng tới bên môi, thổi nhẹ. Cánh tay hơi sưng, ta lấy đi khối cho nàng.
Hắn vội vàng đứng dậy, lúc xoay người đi thì tay áo bị kéo lại. Ninh Hàn quay đầu, thấy trên người giường vươn cánh tay hắn vừa mới vừa cầm ra, rụt rè nói. Tiêu Ngữ lắp bắp, không dám ngẩng đầu, nói xong chỉ có thể lén nhìn hắn. Người trước mặt không nhúc nhích, mặt nàng bất giác đỏ bừng, vừa định rút tay lại thì bị nắm chặt lấy. Ninh Hàn hơi dùng sức, nửa người trên của Tiêu Ngữ không khỏi nghiêng về phía trước, lao vào lỗ âng ngực nở nang, giọng nói mang theo ý cười của hắn truyền đến từ phía trên. Ừ, ta ở cùng nàng. Nói rồi khép cánh tay lại, ôm nàng trong khuỷu tay. Trong phòng yên tĩnh, gò má Tiêu Ngữ kề sát vào ngực Ninh Hàn, lắng nghe tim hắn đập như sấm, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ninh Hàn cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của thiếu nữ, ngay cả những sợi tóc mai cũng trông thật đáng yêu. Hắn nhắm mắt lại, ngửi được mùi hương thoang thoáng của người trong lòng, khóe miệng không khỏi cong lên với hắn mà nói, đây mới là mùi hương an thần tốt nhất. A Hàn, Tiêu Ngữ hít sâu một hơi, áp xuống vị chát trong cổ họng, ta rất biết ơn chàng. Ngay từ lúc Tiêu Ngữ vùng ra khỏi vòng tay hắn, sắc mặt Ninh Hàn đã không tốt lắm, cho đến khi nghe được hai từ biết ơn, dường như khí áp quanh người hắn đã lạnh đến cực điểm. Yết hầu hắn lên xuống, tiến lên hai bước, nhìn xuống người trên giường, hỏi lại lần nữa. Tiêu Ngữ ngẩng đầu, thấy được sự luống cuống của mình trong ánh mắt Ninh Hàn, nàng ngây người, không biết nên trả lời thế nào. Ninh Hàn không chờ nàng trả lời, hắn lui về phía sau một bước, trên mặt vô cảm, lạnh nhạt nói. Đây là Phủ Chi Châu Nhạn Châu, nàng cứ nghỉ ngơi đi. Nói rồi, lập tức xoay người, đẩy cửa ra ngoài. Cách cửa đã có tuổi không bị đóng thật mạnh, mà vẫn được đóng lại nhẹ nhàng như thường, nhưng Tiêu Ngữ lại cảm nhận được rõ sự thất vọng vô bờ của Ninh Hàn. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, ngơ ngác quỳ gối trên giường, rất lâu sau, suy sụp ngồi xuống, trong lòng rối rắm. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, trời đã gần sáng. Tiêu Ngữ xoa mặt ép mình vui lên, còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết, nàng cần phải tỉnh táo. Rửa mặt qua loa xong, Tiêu Ngữ thay quần áo thị nữ đưa tới, rồi ra ngoài. Hạ nhân trong phủ đã sớm bắt đầu làm việc, đi tới đi lui dưới mái hiên, có lẽ là không nhận ra nàng, lúc nhìn thấy cũng chỉ hành lễ qua mà rồi lại đi vội. Tiêu Ngữ nàng không kiềm chế được bản thân, tiến lên vài bước, nắm lấy tay Tấu Thanh, nói. Sao rồi, có ổn không? Lưu phu nhân tâm lý đóng cửa lại. Tấu Thanh mới tỉnh không lâu, trông vẫn hơi mệt mỏi, nhưng mà thấy Tiêu Ngữ thì rất vui, cười. Nô tỳ không sao, ngược lại là tiểu thư ấy, chắc đã ngài đã bị dọa sợ rồi. Tấu Thanh cười, nắm chặt tay Tiêu Ngữ, không nói gì. Từ lúc nàng 5 tuổi đã ở bên Tiêu Ngữ, đến bây giờ đã hơn 10 năm, giữa các nàng đã sớm như tỉ muội. Nếu sau này Tiêu Ngữ gặp nạn, nàng biết mình vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Tiêu Ngữ vén cổ áo Ấu Thanh ra, nhìn vết hằn sơ tím trên làn da trắng nõn, càng thêm đau lòng. Ấu Thanh tự giác kéo cao cổ áo, an ủi. Tiểu thư cũng đừng quá buồn, xem như nô tỳ mạng lớn, nếu phỉ tặc đâm nô tỳ một đao,
Vậy thì không thể xoay chuyển tình thế nữa. Thật mà, lúc ấy nô tỳ nghĩ xông lên thì có thể đỡ cho ngài vài nhát. Không ngờ hắn lại không dùng chùy thủ, lúc đó mới khiến nô tỳ phải vật lộn một lát. Đừng nói tới mấy chuyện này, cũng đừng nghĩ lung tung, nằm dưỡng bệnh đi. Tiểu Ngữ làm như không thèm quan tâm, đắp chăn cho nàng ấy, trong lòng lại hơi duy nghĩa. Thanh chắn trước mặt mình, hắn lại ném chùy thủ sang một bên, bóp cổ Ấu Thanh. Điều này thật bất hợp lý. Chân mày Tiêu Ngữ dần dần nhíu lại, lòng bàn tay hơi ướt. Lúc ấy tâm trí hắn đã gần như phát điên, nếu chỉ đơn giản là muốn giết các nàng thì đã dùng chùy thủ đâm Ấu Thanh lúc nàng ấy xông lên rồi. Nhưng hắn lại không làm vậy, mà chọn cách mất sức hơn. Mặc dù đối với người như vậy mà nói, dùng chùy thủ giết người hay vặn gãy cổ cũng chẳng tốn sức là bao, nhưng Tiêu Ngữ không tin. Trong tình cảnh gấp gáp như vậy mà hắn lại chọn phương thức tốn nhiều thời gian. Tiêu Ngữ nhắm mắt nhớ lại. Tiếc là không thể dùng chùy thủ, hứ, thật là phiền. Có điều ngươi sai rồi, cho tới giờ thì mục tiêu của bọn ta không phải là các ngươi, mà là ngươi. Ngươi dám dùng chùy thủ đâm ta, xong rồi, nó đã bị ô uế, xong rồi. Tiêu Ngữ mở mắt, trên trán toát một lớp mồ hôi lạnh, nàng thở hổn hển. Như người suýt nữa bị chết đuối. Tiểu thư, sao vậy? Ấu Thanh thấy bất thường, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Ngữ. Ta không sao. Tiêu Ngữ hoàn hồn, nắm lấy tay Ấu Thanh nói. Ngươi nằm một lát đi, ta ra ngoài sảnh xem. Dạ. Ấu Thanh gật đầu, nhìn Tiêu Ngữ vội vàng đứng dậy, chỉ để lại một bóng lưng. Tiêu Ngữ không kịp nghĩ nhiều. Lúc kêu hạ nhân dẫn đường tới phòng bếp tìm được Lưu phu nhân, nàng ấy đang hướng dẫn đầu bếp nữ nấu canh. Phu nhân, Tiêu Ngữ mím đôi môi tái nhợt, đang nghị sự ở sảnh ngoài à? Người nói tới bọn họ sao? Ở thư phòng đó. Lưu phu nhân thở dài, đã một đêm rồi, vẫn không thấy mặt, ta đang định nấu chút canh an thần đưa tới. Thư phòng ở đâu? Đi ra khỏi viện này rẽ trái đi thẳng là tới. Lưu phu nhân hơi khó chịu, vừa định hỏi xem Tiêu Ngữ đang tìm gì thì đã thấy nàng xoay người vội vàng ra khỏi phòng bếp. Theo sự chỉ dẫn của Lưu phu nhân, Tiêu Ngữ nhanh chóng tìm được thư phòng, vừa mới tới gần đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong. Trên người đàn ông đó không có manh mối hữu ích nào, nhưng lại tìm thấy một túi độc trong miệng, xem ra lại là tử sĩ. Triệu công tử, trên đường đi ngươi thật sự không chú ý tới người này sao? Không. Lúc ấy ta đi trả chén, chắc là tên xấu xa kia đã giả làm người chèo thuyền lừa tiểu thư lên thuyền. Bây giờ tiểu hồ bị dọa đến mức không nói nên lời, Ấu Thanh cô nương lại hôn mê. Chuyện gì lúc ấy đã xảy chỉ có Tiêu tiểu thư biết, không thì... Không vội, bản Ninh Châu ở chỗ chúng ta, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cứ để nàng nghỉ ngơi trước đã. Tiểu Ngữ hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Liếc mắt một cái đã trông thấy hình bóng quen thuộc trên ghế, chẳng qua bây giờ lại đang nhíu mày, xoa chân mày, đầy vẻ mệt mỏi. Lời của Triệu Tĩnh làm Ninh Hàn mở choàng mắt, yên lặng nhìn người ở cửa. Tiêu tiểu thư khỏe thân chưa? Lưu Nhất Thanh cũng không ngờ vừa nói xong mà Tiêu Ngữ đã tới luôn, nhất thời không biết nên nói gì, lại đột nhiên nghĩ đến hôn ước của Đoan Vương và Phủ Tướng Quân, trong lòng đã rõ, Tiêu tiểu thư đừng lo lắng. Vương gia chỉ nói chuyện với bọn ta vài câu, sẽ sớm về với ngài. Tiêu Ngữ đỏ mặt, đây rõ ràng là coi nàng trở thành một người phụ nữ khổ vì tính, uất ức truy phu ngàn dặm. Nàng không khỏi dương mắt nhìn về phía Ninh Hàn, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Về đi. Tâm tư nhộn nhạo còn sót lại của Tiêu Ngữ cũng mất sạch, nàng thanh giọng, nghiêm mặt nói với Lưu Nhất Thanh. Lưu đại nhân hiểu lầm rồi. Ta tới là muốn giúp ngài tra án, dù sao thì ta chứng kiến toàn bộ quá trình, có lẽ sẽ có ích với ngài. Được, được. Lưu Nhất Thanh vô cùng hưng phấn, đa tạ Tiêu tiểu thư tương trợ. Ninh Hàn không lên tiếng, nhìn chằm chằm gò má Tiêu Ngữ hơi tái nhợt, càng nhíu chặt mày. Là ngài giúp ta mới đúng. Tiêu Ngữ tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn về phía Lưu Nhất Thanh, hỏi. Nhưng mà sao các ngươi lại biết ta ở trên chiếc thuyền đó? Nói ra thì rất dài, nói cho cùng, vẫn là nhờ vương gia. Hôm nay, Ninh Hàn và Lưu Nhất Thanh cùng thăm tới Ôn Trạch,
Để không bị chú ý, Ninh Hàn đã giả làm hộ vệ đi theo sau Liêu Nhất Thanh. Chưa qua Hiếu Kỳ, mọi nơi trong Ôn gia vẫn treo vải trắng, khiến tòa nhà to như vậy càng có vẻ âm trầm. Người ra tiếp đãi là phu nhân của Ôn Tư Nguyên, Tần Thị. Bà mặc một bộ đồ trắng, không cài châm hoa, chỉ dùng một cây châm mộc cố định tóc, trên khuôn mặt tái nhợt, không có một tia gợn sóng. Đây là lần thứ mấy Liêu đại nhân quay lại rồi? Tần Thị ngồi trên ghế, lạnh lùng nói, hay là vụ án của lão gia nhà chúng ta có tiến triển? Tổ còn chưa bị đem ra trước công lý, nhưng vẫn có chút manh mối. Lần này đến là kiểm tra lại nữa, xem có manh mối gì không. Tần Thị hừ lạnh một tiếng, vẻ cung kính miễn cưỡng vừa rồi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ta biết ngay là các ngươi sẽ không điều tra được gì mà. Cả đám các ngươi thấy ta không có tướng công nên tới xem ta là trò hay. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta sẽ không cho các ngươi bước vào một bước. Ninh Hàn quay đầu lại, thấy hai mắt Tần Thị đỏ bừng, tiến lên một bước, trầm giọng nói. Ngươi câm mồm. Tần Thị giống lớn nói, một tiểu nha dịch hèn mọn mà dám hô thẳng tên húy của tướng công ta. To gan. Các ngươi vô dụng không bắt được hung thủ, cho nên mới tìm cớ vụng về như vậy, năm lần bảy lượt tới nhà ta quấy nhiễu, nói đi. Có phải các ngươi và hung thủ cùng phe không? Ngươi. Liêu Nhất Thanh toát mồ hôi ròng ròng, mấy câu này tội đáng chém đầu. Hắn dương mắt nhìn về phía Ninh Hàn, lại thấy sắc mặt ngài ấy vẫn bình tĩnh, dường như không nghe thấy gì. Ninh Hàn nhìn Tần Thị, tiếp tục nói. Trước khi bọn giặc cỏ cướp Ôn Trạch, bọn chúng cũng không giết người, cùng lắm cũng chỉ cướp bóc của. Tướng công ngươi là người đầu tiên ở Nhạn Châu bị bọn chúng giết. Hắn dừng một chút, gằn từng chữ, nhưng cuộc cải của Ôn Trạch lại không thiếu một xu. Chẳng lẽ ngươi không hề hoài nghi chút nào sao? Tần Thị nghe xong, đứng ngẩn người, sau đó ngã ngồi xuống ghế, đôi tay vô lực rũ xuống, sau đó thấp giọng nức nở. Ta biết đều là viên ngọc kia chính là mầm tai họa. Lúc vị cao nhân đó nói ta nên ném đi, đều là do viên ngọc kia. Trong lòng Liêu Nhất Thanh dùng mình, liếc mắt nhìn Ninh Hàn, hỏi. Viên ngọc gì, có thể nói cho bọn ta biết không? Tần Thị rơi lệ đầy mặt, thật vất vả mới ngừng khóc, nức nở nói. Lão gia nhà ta luôn thích thu thập các loại đồ cổ, sở thích này người trong thành đều biết. 3 năm trước đây, có một nam nhân nửa đêm gõ cửa nhà ta, nói là muốn gặp lão gia nhà ta. Quản gia không biết hắn là người phương nào, lúc ấy đã cản lại, không ngờ hắn sống chết không chịu đi, đòi phải gặp bằng được lão gia, nói là có bảo bối muốn cho ông ấy xem. Trùng hợp là hôm đó lão gia tới tửu lầu uống rượu, đúng lúc về thì gặp được, liền cho hắn vào. Nói đến đây, Tần Thị lại không kiềm chế được mà rớt nước mắt. Khi đó không nên cho hắn vào. Lão gia đưa hắn tới thư phòng, bảo ta pha trà tới. Lúc ta bưng trà tới thì thấy người đó lấy một cái hộp từ trong ngực ra, rất tinh xảo, phía trên còn khắc hoa văn. Người đó nói hộp này thật sự là bảo bối, không phải có tiền là có thể mua được. Lúc ấy ta chất vấn hắn, nếu đúng như lời hắn nói thì sao hắn lại có được. Người đó trả lời là tổ tiên truyền xuống, nếu không cần tiền gấp thì cũng không bán. Lúc ấy ta không hề tin, nhưng lão gia lại thấy hứng thú, muốn mở ra xem. Người đó lại nói bảo bối này có chút tà tính, không thể gần thân thể nữ nhân, ta chỉ có thể rời đi. Tần Thị nhắm mắt, nhưng ta thật sự rất tò mò, nên lén nhìn trộm qua khe cửa thì thấy người nọ mở hộp ra, lấy một viên ngọc to như trứng bồ câu từ bên trong ra. Đêm đó trời âm u, không có trăng, nhưng viên ngọc kia lại phát ra ánh sáng. Chỉ chớp lóe rồi tàn mất, ta cũng không nhìn thấy gì, chỉ biết lão gia cho hắn khoảng 3.000 lượng bạc trắng. Ta thật sự không nhịn được đi hỏi lão gia, nhưng ông ấy lại nói với ta. Bà dùng đôi tay run rẩy xoa thái dương, sắc mặt lại trắng thêm vài phần. Ta điều khiển tiểu quỷ. Liêu Nhất Thanh nhíu mày, vẻ mặt mơ hồ, Ôn lão gia có tin không? Tần Thị bi thương gật đầu. Ông ấy thề thốt với ta là nhìn thấy thật, sau đó thì mua viên ngọc đó, bình thường cũng không cho ai chạm vào, ngay cả ta cũng không được phép. Thế sau đó ai nói cho ngươi biết viên ngọc này là điểm sống? Là một lão đạo sĩ.
Tần Thị cầm khăn lau khóe mắt, đã không còn kích động như lúc trước nữa. Vị đạo sĩ đó ngao du bốn phương, khi tới nhà của ta khất thực thì đã chỉ về hướng Tây Bắc, nói trong nhà có đồ xui xẻo, phải ném đi ngay, nếu không sau này chắc chắn sẽ gặp họa lớn. Ta nghe vậy thì hoảng hốt, thư phòng của lão gia ở hướng Tây Bắc, viên ngọc mới mua mấy hôm trước đặt ở đó. Nhưng lão gia nghe vậy thì nổi giận, đuổi ông ta ra ngoài. Ta đã khuyên lão gia chuyển viên ngọc đó cho người khác, ít nhất thì cũng đừng để ở nhà, nhưng ông ấy không nghe. Kết quả là, nói đến đây, mắt Tần Thị đã ngấn lệ, cúi đầu dùng khăn lau đi. Xin phu nhân nén bi thương. Liêu Nhất Thanh an ủi, quay đầu nói nhỏ với Ninh Hàn, viên ngọc này chắc là bà Ninh Châu bị thất lạc. Đúng là đi tìm chẳng thấy, không tìm thì lại thấy ngay sao? Có thể cho ta xem viên ngọc kia không? Ninh Hàn nhìn về phía Tần Thị, trầm giọng nói. Tần Thị ngẩng đầu nhìn Ninh Hàn, tuy không hiểu tại sao tên nha dịch nhỏ này lại có thể vượt quyền của Chi Châu để ra lệnh, nhưng vẫn đứng dậy, nói bằng giọng mũi. Đi theo ta. Bà được tiểu nha hoàn đỡ, dẫn hai người đi qua hành lang, tới thư phòng ở phía Tây Bắc. Bà đi vào phòng, kéo ngăn tủ thứ nhất phía trên ra, lấy một hộp gỗ phủ đầy cho bụi, đưa tới trước mặt hai người. Nó ở trong này. Bà thở dài, có vẻ mệt mỏi. Lúc sinh thời lão gia không cho người ngoài bước vào thư phòng này, bây giờ ông ấy đã mất, ta cũng không còn sức để xử lý mấy thứ này. Các người đem đi đi, càng xa càng tốt. Trống không? Liêu Nhất Thanh lập tức mở to mắt. Sao lại thế này, viên ngọc đâu? Vẻ mặt Ninh Hàn bình tĩnh, dường như đã sớm đoán trước được. Cái gì? Không thể nào, không thể nào. Bà giật lấy hộp gỗ, mở ra xem, rõ ràng là ở trong đó mà, rõ ràng là ở trong đó mà. Nhất định là bị ai đó trộm đi, nhất định là vậy. Bà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Nhất Thanh, đây là manh mối. Nhất định là kẻ có đã trộm viên ngọc này đi, các ngươi theo dõi điều tra, nhất định sẽ bắt được hung thủ, đúng không? Vẻ mặt Liêu Nhất Thanh lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói với Ninh Hàn, vương gia, xem ra chúng ta vẫn chậm một bước, bây giờ phải làm sao? Không, viên ngọc không phải bị hung thủ mang đi. Mục đích của hung thủ là có được viên ngọc này. Mấy nhà trước đó đều có sở thích siêu tầm, để không rút dây động rừng bọn chúng đã mượn danh cướp đi lèn vào. Mấy hộ trước cũng chạm mặt hung thủ, nhưng hung thủ cũng không ra tay, rõ ràng là không muốn bị chú ý, mà lúc bọn chúng đã tìm ra mục tiêu thực sự thì giết người, việc này không hợp lý. Ninh Hàn hơi gật đầu, nguyên nhân thực sự khiến hung thủ nổi lên sát ý là vì viên ngọc biến mất. Nói cách khác, trước khi hung thủ tới, hắn trầm giọng nói, viên ngọc quan trọng nhất đã biến mất. Tần Thị ngã ngồi xuống ghế, không thể tin được, nhưng giọng điệu của Ninh Hàn có cảm giác đáng tin, khiến bà không thể không tin. Ôn phu nhân, Liêu Nhất Thanh không đành lòng khi thấy bà suy sụp như thế, nói, ngài ngẫm lại xem, có ai tới thư phòng này không? Thị nghe vậy thì nhớ lại, miệng lẩm bẩm, một lúc sau đột nhiên đứng lên, ngực phập phồng lên xuống, như đang ngập tràn lửa giận. Là nàng ta, là tiện nhân kia. Tần Thị giận đến run cả tay, nhất định là nàng ta đã trộm viên ngọc của lão gia đi. Thị như nổi điên lên, quăng mạnh hộp xuống đất, sau đó lảo đảo bước ra ngoài. Phu nhân, tiểu nha đầu đang đứng chờ bị dọa không nhẹ, nhất thời không biết phải làm sao, đành phải nhanh chóng đuổi theo. Phu nhân nhà ngươi đi đâu vậy? Nữ nhân kia là ai? Liêu Nhất Thanh giữ nàng ta lại, hỏi. Chắc là phu nhân tới Đông Viện. Tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ nói, Thu Di Nương ở đó. Liêu Nhất Thanh đã hiểu, Thu Di Nương này chắc là tiểu thiếp của Ôn Tư Nguyên. Bây giờ Ôn Tư Nguyên đã mất, tình cảnh của nàng chắc cũng không tốt lắm. Mau đưa bọn ta đi xem. Lúc ba người tới cửa Đông Viện, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của nữ nhân. Cứu mạng, giết người, cứu mạng. Liêu Nhất Thanh không kịp nghĩ nhiều, đá văng cửa đang hờ khép ra, kết quả lại thấy Tần Thị nắm tóc một nữ nhân trẻ tuổi, một tay khác không chút do dự đánh vào mặt nàng ta, miệng lẩm bẩm. Đều tại con hồ ly tinh như ngươi, chính ngươi đã hại ta ra môn bất hạnh. Miệng của nữ nhân đó đã rỉ máu, Liêu Nhất Thanh thấy thế,
vội vàng giữ chặt Tần Thị lại, túm bà ta sang một bên, lạnh lùng nói. Có chuyện gì thì từ từ nói, ban ngày ban mặt sao lại tùy tiện đánh chửi người khác. Tần Thị nghiến răng hung tợn nói, nàng ta là hồ ly tinh, lão gia lúc sinh thời đã nàng ta câu mất hồn, ở biệt trang vài tháng liền không về, cũng không quan tâm tới chuyện làm ăn. Người nói xem, nàng ta không phải hồ ly tinh thì là gì? Tần Thị càng nói giọng càng run rẩy, tiếng khóc nức nở càng rõ ràng, cuối cùng vẫn không nhịn được ngồi xuống đất, nức nở nói. Từ khi nàng ta vào cái nhà này, chuyện làm ăn trong phủ ngày càng lụt bại, bây giờ còn không phát nổi lương cho hạ nhân, sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Nữ nhân được gọi là Tu Di Nương nằm dạp ở một bên nhỏ giọng nức nở, ngước đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn bốn phía, thấy Tần Thị không có sức đánh nàng ta nữa, lúc này mới khóc.